huấn luyện viên Marco Lopez, người tạo nên kỳ tích khi giúp tuyển Qatar vô địch Asian Cup 2023 chỉ sau 2 tháng cầm quân, cho biết ông sẽ quay lại câu lạc bộ Al Wahdat và không biết tương lai của bản thân sẽ ra sao sau chức vô địch Asian Cup. Trước thềm giải đấu, Qatar là đương kim vô địch nhưng bị đánh giá thấp vì cuộc khủng hoảng phong độ kéo dài. Marco Lopez được Qatar cho làm huấn luyện viên tạm thời thay thế Carlos Queiroz vào đầu tháng 12 năm 2023, tức chỉ một tháng trước khi Asian Cup 2023 khởi tranh. Ở thời điểm đó, Marco Lopez đang là huấn luyện viên của câu lạc bộ Qatar Al Wahdat và ông được hiểu là chỉ dẫn dắt đội tuyển Qatar khi giải quốc nội tạm hoãn. Và Marco Lopez đã giúp Qatar tạo nên kỳ tích bảo vệ thành công chức vô địch Asian Cup với 6 trận thắng, 1 trận hòa. Họ trở thành đội tuyển thứ 5 làm được điều này sau Hàn Quốc, Iran, Ả Rập Xê Út và Nhật Bản. Chia sẻ sau chiến thắng, Marco Lopez thừa nhận tương lai của ông không rõ ràng. Trước mắt, huấn luyện viên 62 tuổi này sẽ trở về làm việc ở Al Wahdat. Lopez cho biết, tôi đã làm việc ở Qatar từ lâu và tôi biết rõ các cầu thủ. Thật dễ dàng để làm việc với họ và triển khai hiệu quả các ý tưởng của chúng tôi trong thực tế. Bây giờ tôi sẽ quay lại làm việc với Al Wahdat ở Qatar Star League. Tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra, nhưng chúng tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.